Ok, hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu chữa cái cuốn sách 2000 nhá. Câu số 41 ạ. Câu số 41 ạ, trong đề minh họa năm 2019 ạ. Câu số 41 trong đề minh họa năm 2019 ạ. Cho các biểu sau. Cho các biểu sau. Sau khi mổ cá có thể làm giấm ăn để giảm mùi tanh ạ. Nào, sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh. Thế thì mùi tanh ấy, mùi tanh của chúng ta là do bọn amin. Đấy chứ ạ. Amin thì nó có tính bazơ. Được không ạ? Còn giấm ăn thì là axit. Chuẩn nó là axit CH3 COH. Thế thì axit thì chắc chắn tác dụng với amin có tính bazơ. Thế vậy thì chắc chắn là sau khi mổ cá có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh là chính xác. Ok, à đúng. Dầu thực vật. Được chưa ạ? Dầu thực vật là gì ạ? Dầu thực vật là bọn chất béo đấy. Và chất béo là các triete đúng không ạ? Còn dầu nhớt bôi trơn máy nhá. Dầu nhớt bôi trơn máy là các hydrocarbon. Hydrocarbon. Tức là hai cái anh này khác nhau về mặt bản chất là hoàn toàn. Chất béo thì có thể thủy phân, nhưng mà hydrocarbon thì không thể thủy phân. Đúng không ạ? Thì nó đều có thành phần chính là chất béo là sai ạ. Đấy, được chưa? B sai. Đấy, được chưa? Ok. Tiếp nhá. C. Cao su sau khi được lưu hóa thì có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn. Cao su sau khi được lưu hóa thì có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn. Thì cái này là đúng ạ. Khi làm trứng muối, ngâm trứng trong dịch NaCl bão hòa thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein. Khi làm trứng muối ạ, cái này đúng hay sai ạ? Trứng muối thì ngâm trứng trong dịch NaCl bão hòa thì xảy ra hiện tượng đông tụ protein. Cái này cũng chính xác. Thành phần chính của bông nõn là cellulose. Chính xác tiếp. Để giảm đau nhức khi bị kiến đốt. Kiến đốt thì cái việc mà chúng ta bị kiến đốt này, mà chúng ta bị đau nhức ấy, đó là do cái axit formic HCOOH gây nên. Được không ạ? Thì có thể bôi vôi tôi vào vết cái đốt. Vôi tôi chúng ta là CaO. CO và vào nước thì nó tạo thành là CaOH hai lần. CaOH hai lần. Và cái anh CaOH hai lần này nó sẽ có tác dụng trung hòa cái axit HCOOH này, làm cho chúng ta cảm giác thấy rằng nó dịu hơn, là giảm đau nhức điện. Vậy G đúng. Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta có số phát biểu đúng là bao nhiêu ạ? A đúng là 1. CD là 2. 2, 3, 4, 5. Chúng ta tổng cộng có 5 phát biểu đúng các cháu nhé. Nhà chúng ta có tổng cộng có 5 phát biểu đúng ạ. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 42 ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free và giúp chúng mình test tất cả các bạn và các cháu bị mất gốc vào đây vậy ạ. Hôm nay chúng mình sẽ độ hóa cho các cháu ạ. Câu số 42. Trên thế giới ạ, có rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất gì ạ? Nào, nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất gì ạ? Xem nào, bao nhiêu cháu biết cái điều này ạ? 42 ạ. Rất nhiều người mắc các bệnh về phổi bởi chứng nghiện thuốc lá. Nguyên nhân chính là do trong khói thuốc lá có chứa chất nicotine. Nicotine nhá, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, chúng mình thấy có rất nhiều cháu comment đúng đáp án A luôn ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình nhá. Hãy nhanh tay comment nhiệt tình vào ạ. Ok ạ, cảm ơn cả nhà. Câu số 43. Ankin là những hydrocarbon không no. Ankin là những hydrocarbon không no. Mạch hở và có công thức chung là gì? Ankin này là của lớp 11 đúng không ạ? Ankin là các hydrocarbon không no. Mạch hở và có công thức chung. Ui, cái câu này mà quên thì thôi, đừng có đưa người yêu đi chơi nữa. Cái này có khác gì là quên tên người yêu đâu. Ankin là gì ạ? Đây này, CnHn cộng 2 này là ankan nhá. CnH2n này là anken. CnH2n trừ 2 n lớn bằng 2 là ankin. Vậy ankin đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu ạ. Ok. Câu số 44 ạ. Câu số 44. Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn. Này. Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn là, xem nào anh này, đây 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 đây, thế mình viết tắt anh ăn cô này là như này, C C C O H, đánh số nhé. Đánh số thì ta phải đánh số từ gần vị trí nhóm chức nhất, 1, 2 và 3, vậy nó là gì ạ? Mẹ em phải propan một ôn, thấy chưa? Đáp án đúng là đáp án A, propan một ôn. Câu số 45 ạ. Câu số 45 ạ. Chất nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Đố cháu biết đấy ạ. Chất nào sau đây phản ứng trắng bạc? Làm nhiều lắm rồi. Đố cháu biết ạ. Chất nào sau đây phản ứng trắng bạc? Nào,
Không biết thì comment và biết thì comment. Oh yeah. Nào câu 45 ạ. Chất nào sau đây phản ứng trắng bạc? Khó nhỉ? Khó là nhiều bạn cũng biết đúng không? Thế thì chúng mình nhắc lại cho cháu một chút về cái phản ứng trắng bạc nhé. Thì trắng bạc á, thì là nó sẽ có dạng là HCOR phải, hoặc là có nhóm tròn thì nó trắng bạc. Trắng bạc là nó tác dụng với AgNO3 trong NH3, xong rồi nó sẽ sinh ra bạc nhá. Các cháu lưu ý điều đấy. Thì chỉ cần nhớ điều đấy thì mình sẽ làm được thôi. Vậy thì trắng bạc ở đây là gì ạ? Đây, nó có chó đấy. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án à. Ok. Câu 46 ạ. Cho dãy các dung dịch sau. Đây, cho dãy các dung dịch sau. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với phenol ạ. Thì phenol là gì trước ạ? Muốn biết được nó phản ứng được thì muốn biết nó là ai đã. Vậy phenol nó là C6H5OH. Đấy, phenol, đây là công thức phenol. Thế thì phenol có tính gì? Axit hay tính bazơ hay tính lượng tính? Thế thì do cái nhóm C6H5 này này là nhóm hút e, nên nó hút e của oxy về phía nó làm cho hydro nó linh động hơn, dẫn đến C6H5 có tính axit yếu. Tính axit yếu thì nó tác dụng được với bazơ là NaOH, nhưng nó lại không tác dụng được với NaHCO3 các cháu nhá. Và bởi vì nó tính axit yếu thì nó cũng không tác dụng với HCl, được chưa? Không tác dụng với NaNO3. Tính axit thì không tác dụng với brom, nhưng nó là một anh vòng benzen, và bởi vì một anh nó có vòng benzen nên nó có khả năng tác dụng với brom tạo thành kết tủa màu trắng. Vậy ở đây ạ, vậy ở đây đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Đây, NaOH và brom. Vậy thằng này số dung dịch phản ứng được với phenol là 2. Đáp án đúng là đáp án A. Ok không ạ? Ok ạ. Rất là dễ ạ. Anh em cũng comment mạnh mẽ lên chưa? Yếu đuối thế. Yếu đuối hay là chuẩn bị đến ngày 20 tháng 10 thì yếu đuối vậy ạ? Câu 47 ạ. Một số axit carboxylic như oxalic, taxylic gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Thế thì gây vị chua là thường là do bọn axit đúng không? Trong quá trình làm món sống ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây là giảm vị chua của quả sấu? Rất nhiều bạn chọn muối ăn. Muối ăn là nó tăng độ mặn chứ không giảm độ chua nhá. Phèn chua chắc chắn là tăng độ chua rồi. Giấm ăn thì càng chua, đúng không? Vậy để làm giảm độ chua ấy, vậy để làm giảm độ chua thì nó chúng ta chỉ sử dụng một cái thằng nào có khả năng trung hòa thằng axit, đó là nước vôi trong CaOH lần nhá, các cháu nhớ nhá. Nước vôi trong nhá, CaOH lần. Câu 48 ạ. 48, khi bị ốm mất sức, khi bị ốm mất sức, nhiều người bệnh thường truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Ốm mất sức thì đa số các cháu thường hay truyền dịch đường nhỉ. Nói đùa là truyền dịch đường chứ thực ra mấy đứa ốm mất sức chỉ cần truyền dịch lý yêu là khỏe liền. Đúng ạ, bao nhiêu đứa thấy đúng ạ? Ok. Đấy đúng ạ. Chỉ cần người yêu bên cạnh chăm sóc là khỏe như voi liền à. Thế nhưng mà thôi, đây là trong bác sĩ người ta bảo vệ ạ. Khi bị ốm mất sức, nhiều người bệnh thường truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất có chất trong dịch đó là anh nào ạ? Truyền glucose hay saccharose hay fructose hay maltose? Đáp án đúng chúng ta phải là truyền glucose nhá. Truyền glucose. Nhưng tuyệt đối các em không được, các cháu không được đi mua glucose về xong tiền truyền trực tiếp vào máu nhá. Đi luôn đấy ạ. Đừng làm như vậy nhá. Ok ạ. Như thế là thể hiện là mình một người ngu hẳn đấy. Câu 49. Số este có công thức phân tử C4H8O2 mà thủy phân trong môi trường axit thì thu được axit formic. Thế thì axit formic là HCOOH nhá. Axit formic là HCOH, được không ạ? Thế là thủy phân ra được HCOH. Vậy đó là gì ạ? HCOO này, 1 2 3 là một chảo. HCOO này, 1 2 3 là hai chảo. Vậy là chúng ta chỉ có hai chảo này thì khi mà thủy phân ra thì thu được axit formic thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 2. 2 ạ. Câu 50 ạ. Câu 50 ạ, một câu khá là hay luôn. Khi mà thủy phân một triglycerid X, thủy phân một triglycerid X bằng dịch NaOH thì thu được hỗn hợp muối gồm natriolate. Đấy, thu được hỗn hợp muối gồm natriolate và natri stearate, tỷ lệ mol tương đương 1:2. Có nghĩa là một anh natriolate thì phải là hai anh natri stearate. Nhá các cháu nhớ chưa? Một anh natriolate thì phải hai, có nghĩa là một gốc oleic thì phải hai gốc stearic nhá. Vậy ở đây ạ, triglycerid nó có 3 rồi. Vậy đặt thằng này số 1, thằng này số 2. Vậy là phải 1 thằng số 1 và 2 thằng số 2. 1, 2, 2. 2, 1, 2. Được chưa? 1, 2, 2, 2, 1, 2. Hết rồi. Làm gì còn nữa? Đúng không? Không còn một thằng nào nữa cả. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé.
Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, câu 50. Đấy, chứ các cháu thấy không? Rất dễ thôi, nhưng các cháu cũng rất dễ bị nhầm. Đấy, những cái câu này là những câu phần thuộc về phần ST. Đấy, các cháu rất dễ bị nhầm. Thế nên chúng mình mong muốn là các cháu có thể học được những cái phần này, có thể chiến thắng được bọn này. Ok, tiếp tục nhá. Câu số 51, comment mạnh mẽ lên chưa ạ? Câu 51 ạ. Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? Nào, chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC? PVC thì nó là, đây là những cái bạn nam nào, những cái cháu nào mà những cái, đây là một cái ngành nghề mà các cháu là rất cần phải biết, nên là rất cần phải học đấy. Đây là những cái niềm mong ước của rất nhiều bạn nam. Đối với các cháu biết là niềm mong ước của bạn nam là gì ạ? Đây thì các bạn, đây là cái công cụ sử dụng chủ yếu trong cái ngành nghề đó. Gì ạ? PVC ạ. Thì liên quan đến một cái ngành nghề cực kỳ hot mà các bạn nam rất thích dạo này. Đấy là ngành nghề gì ạ? Sửa ống nước và dây điện nhá. Thế thì cái anh PVC này là polyvinyl chloro, thì nó được sử dụng là làm cái ống nước đấy ạ, ống dẫn nước và dây màng bọc cái dây điện nhá. Thế thì một con trai thích làm cái ngành này lắm. Đấy, thế thì nó phải đi từ từ gì? Vinyl chloro nhá. Thế thì trong này đáp án A chúng ta là vinyl chloro. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, rất là dễ nhá. Câu 52 nào. Câu 52 ạ. Chất nào sau đây ạ? Chất nào sau đây ạ? Nào, chất nào sau đây? Chất nào sau đây là amin bậc 2? Chất nào sau đây là amin bậc 2? Amin bậc 2 nhá. Bậc 1 thì nó có dạng là RH2. Bậc 2 thì nó có dạng là R1NH2. Được chưa? Bậc 3 thì nó có dạng là R1N, R2, R3. Vậy bậc 2 thì tương ứng nó có dạng là R1, NH, R2. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta, đáp án đúng chúng ta. Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? C. C. Rất dễ dàng luôn. 53. Khi nói về protein, phát biểu nào sau đây là sai? Khi nói về protein thì phát biểu nào sau đây là sai? Protein có phản ứng màu biure đúng. Tất cả các protein đều tan trong nước lại thành dung dịch keo. Đấy các cháu nhìn nhá, đây 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 protein đây. Protein đây ạ. Protein này mà tan trong nước tạo thành dung dịch keo ấy thì chúng mình gội đầu xong chúng mình biến thành sư minh luôn, sư cọ luôn. Đúng không? Không cần phải cạo đầu bôi vôi luôn. Chỉ cần gội đầu là xong, đỡ thì tốn tiền để cắt tóc nha. Đấy, thế thì cái này là sai, tất cả protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo là sai. Vậy sai là B. Nhá. Đấy, chúng ta chỉ cần học, chúng ta cần liên hệ một chút với thực tế thôi thì hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Eo, câu 54 khó thế, đánh dấu lại đi. Chốc làm sao nhỉ? Câu 55 ạ. 55 ạ. Cho dãy các dung dịch. Cho dãy các dung dịch HCOH C2H5 NH2 HCOH C2H5 NH2 NH3 C6H5 OH dung dịch nào không là đổi màu quỳ tím ạ? Ủa? Không là đổi màu quỳ thì dễ quá nhỉ? Không là đổi màu quỳ thì mình có này, HCOH thì làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ, đúng không? CH5NH2 đằng này là amin, amin thì làm quỳ chuyển thành màu xanh. NH3 là amin làm quỳ chuyển thành màu xanh. Phenol, phenol và anidin thì không làm quỳ đổi màu. Được chưa? Vậy mình có này, dung dịch không làm quỳ đổi màu ở đây, đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Phenol. Uống rượu rất phê, sau đó rồi nôn. Câu 56 ạ. ST nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Chúng mình mới nhắc là để có phản ứng trắng bạc thì nó phải có dạng HCOR phẩy hoặc là R chó nhá. HCOR phẩy hoặc là R chó. Thế vậy ST có phản ứng trắng bạc là gì? Đây đây này, HCOR phẩy. Đáp án đúng là đáp án A nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Câu tiếp theo ạ, câu 57 này. 57. Cho các chất, số chất tác dụng với NaOH trong dịch là, số chất tác dụng được với NaOH trong dịch. NaOH là thằng có tính kiềm nhá. Anilin này, C6H5, NH2, cháu này cũng có tính bazơ nên cháu này không tác dụng được với NaOH. Vứt. Nhiều cháu lại chọn là sát cơ. Nhiều cháu chọn sát là chết ạ, bởi vì thế này ạ. Sát carozơ thì nó thủy phân được ở trong môi trường axit thôi. Chứ còn lại đây là trong môi trường kiềm thì sát carozơ là tuyệt đối là không thủy phân được nhá. Glycine thì sao ạ? H2N CH2 COOH thì glycine có nhóm COH ạ. Và bởi vì nó có nhóm COH nên nó ăn được NaOH. Acid glutamic thì có hai nhóm COH, một nhóm NH2 cơ nên cũng ăn được. Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Số chất tác dụng NaOH trong dịch là glycine là 1, acid glutamic là 2. Chúng ta có hai chất, đáp án đúng là đáp án B. Ok vậy ạ. Ok, mình tiếp tục ạ. Câu số 58 ạ.
Kết quả thí nghiệm của các chất XYZ với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Ủa cái này là thuộc về trường carbohydrate này này. Hay thì lắm. Trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ạ. Chất X, dung dịch iốt có màu xanh tím. Vậy là ở trong chúng ta học chỉ có một thằng duy nhất nhá, chỉ một thằng duy nhất mà tác dụng iốt để tạo thành màu xanh tím. Và iốt cũng chính là thuốc thử duy nhất để nhận biết nó, đó là tinh bột. Thế thì bỏ ethylformate đi, bỏ anilin đi, bỏ hai cháu đi. Được chưa? Y vào dung dịch AgNO3 trong NH3 để tạo kết tụ bạc. Y mà vào AgNO3 trong NH3 tạo kết tụ bạc, vậy Y nó phải tráng được bạc, vậy không thể là anilin được. Nó chỉ có thể là ethylformate HCOO CH5. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Đây, X có màu xanh tím tinh bột. Y AgNO3 trong NH3 tạo kết tụ bạc, ethylformate. Z nước brom anilin tạo kết tụ trắng. Đáp án đúng là đáp án C. Nhá. Đáp án đúng là đáp án C. Ok man. Ok, câu 59 để lại nhá. Chốc giải sau. 60 ạ. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Nào. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên ạ? Polymer thiên nhiên là polymer ở sẵn trong tự nhiên nhá. Polystyrene, polypropylene, cái tên này nghe tây quá nhỉ, chắc không phải trong tự nhiên đâu. Polyethylene cũng tây quá. Ở đây chỉ có gì ạ? Tinh bột là trông nghe nó là có cái nguồn gốc từ tự nhiên rồi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, tinh bột. Ok. Câu số 61. Cellulose thuộc loại polysaccharide. Cellulose thuộc loại polysaccharide là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nón, công thức của sen. Eo ơi, câu này mà không làm được ấy. Câu này mà không làm được thì về nhà 2 năm 3 lứa các cháu nhá. Chú Minh bảo thật ạ, câu này mà không làm được thì về nhà 2 năm 3 lứa nhá. Công thức của cellulose là C6H10O5 tất cả N lần. Đáp án đúng là đáp án ạ. Ok man. 62 nào. 62 nào, chất nào sau đây không làm mất máu dịch brom? Chất nào sau đây không làm mất máu dung dịch brom? Thế thì để làm mất máu dịch brom ấy thì nó phải có nối đôi CC nhá. E-acetylene đây, CH nối 3 CH. Mất màu rồi, bởi vì nó có liên kết 3. Vứt luôn. Đấy chưa? Propylene. Đây ạ. Có nối đôi. Vứt tiếp. Ethylene ạ. Có nối đôi. Vứt tiếp. Vậy ở đây chỉ có cháu metan CH4 là không làm mất màu dịch brom ở điều kiện thường. Đáp án đúng đáp án D. Nào 63. Eo 63 này còn không biết nữa thì chịu nhá. Tên gọi nào 63 nào. Tên gọi của hợp chất C3COH là gì ạ? Tên gọi của hợp chất CH3COH là axit acetic. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 64 xem nào. Ở điều kiện thường chất nào sau đây mất màu dịch brom ạ? Benzen là C6H6, điều kiện thường không là mất màu đúng không? Toang. Ethylene là CH2 nối đôi CH2, điều kiện thường là mất màu. Lấy luôn nhờ. Metan, điều kiện thường không mất màu. Butan, điều kiện thường không mất màu tại vì nó nọ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok. Câu 65 ạ. Câu 65. Trùng hợp ethylene. Trùng hợp ethylene thì thu được polymer có tên gọi là gì? Thế thì ethylene ấy, đây. CH2 nối đôi CH2. Trùng hợp nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì mình thu được CH2. CH2 tất cả N lần. Thì anh này mình thu được là polyethylene nhá. Trùng hợp ethylene thì mình thu được polyethylene. Đáp án đúng là đáp án polyethylene. Ok man. Hiểu không ạ? 66 có gì phải lưu ý. 65, 64 cũng dễ ợt. Câu 66 ạ. Khi nhựa PVC cháy thì sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Khi nhựa PVC cháy thì sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng được với AgNO3 thu được kết tụ trắng. À bây giờ xem nhá. Anh này cháy này thì thu được CO2 và nước. CO2 mà sụp vào AgNO3 chẳng hiện tượng gì. Nước cũng vậy. Được chưa? Bây giờ tiếp tục ạ. Cho CO2 này. À đây đây là để có khí X. Thế thì CH4 tác dụng AgNO3 không ra hiện tượng gì. CO2 tác dụng AgNO3 chẳng ra hiện tượng gì. CH4 tác dụng với AgNO3 chẳng ra hiện tượng gì. Chỉ có duy nhất HCl. HCl này tác dụng với lại AgNO3 thì thu được AgCl. Nhá, AgCl là cái tụ màu trắng nên đáp án đúng chúng ta chắc chắn là đáp án B luôn. Chắc luôn ạ.
47. 47 ạ. Glucose là một loại monosaccharide có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucose là, em ơi bây giờ mà còn không nhớ công thức của glucose nữa thì chịu luôn đấy. Glucose còn được gọi là đường gì ạ các cháu? Còn được gọi là đường nho nhé. Ok ạ, vậy glucose công thức của chúng ta là C6H12O6. Đáp án đúng là đáp án D nhá. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Câu 68. 68. Chất nào sau đây thuộc loại ancol no đơn chức mạch hở? Chất nào sau đây thuộc loại ancol no đơn chức mạch hở? Ancol no mà đơn chức mà lại mạch hở nhé. Phải lưu ý ạ. Đầy đủ các từ ạ. No đơn chức mạch hở. Anh này không phải ancol, chó này. Ancol phải nhóm OH. OH, OH, OH nối đôi là không no rồi. Đơn chức đề hai chức rồi. Với đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án gì thôi ạ? Chỉ có đáp án gì thôi ạ? Chỉ có đáp án C thôi. Quá dễ dàng. Câu 69 ạ. Thủy phân STX trong môi trường NaOH. Thủy phân STX trong môi trường dung dịch NaOH thu được CH3CONa và C2H5OH. Thu được CH3CONa và C2H5OH. Vậy thì nó phải được tạo bởi thứ hai này. Thằng này thủy phân thu được C2H5CONa vứt. C2H5CONa vứt. CH3CONa được. CH3CONa được. C2H5OH đây là CH3OH rồi, vứt. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án C. Thủy phân trong NaOH thì mình thu được, đây là phản ứng thủy phân hoàn toàn CH3CONa cộng với lại C2H5OH nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Quá dễ dàng đúng không? Hơi fail khi mà chúng mình photo nhầm cái đề. Còn lại cái đề mà cứu cánh được thì lại phát hết cho lớp off rồi. Thì có lẽ phải hẹn các cháu vào một buổi tối đẹp giới khác. Chúng mình sẽ live stream chữa full cái tờ đề để ôn tập cơ chắc là tối thứ bảy thôi nhá. Tối thứ bảy chúng mình sẽ gặp lại các cháu để chúng mình chữa full cái tờ đề hữu cơ đó, được không ạ? Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay nhá. Hẹn gặp lại các cháu ạ vào tối thứ bảy và tối chủ nhật. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.